một tạt hôm nay đưa anh đến đây, khu tập thể Trung Tự. Vâng, một khu tập thể khá là lâu năm của thành phố Hà Nội ạ. Ở trong này có một nhân vật cực kỳ nổi tiếng, là vừa là đồng nghiệp vừa là người anh em của anh. Từng đến đây để tập buổi sáng chứ còn đến đây thì anh biết ngay là đến nhà ai rồi. Thế thì anh em mình cùng giới thiệu đến quý vị khán giả của Gõ Cửa Thăm Nhà vị khách mời ngày hôm nay, mà một người được mệnh danh là tài tử này, lãng tử phong trần của làng điện ảnh Việt Nam, đó là anh Võ Hoài Nam. Vậy thì chúng ta hãy cùng thử khám phá xem một nhân vật đinh đám ở trong bộ phim Vô Bãi Rác này, hay là cảnh sát hình sự. Vâng, trong Cảnh Sát Hình Sự, hay gần mới đây là vai người cha ở trong phim Hương Vị Tình Thân, sẽ có một căn nhà như thế nào và không biết là gia đình sinh hoạt ra sao. Bây giờ thì anh em mình cùng đi. Đây là nhà T này. Đây đây, phía bên này đúng không? Đúng rồi, đây này. Gọi nhá. Dạ vâng. Anh Nam ơi. Cốc cốc cốc, gõ cửa thăm nhà, gọi anh Nam à. Ai anh đây? Nam ơi, em đây, Đức Khuê đây ạ. Ôi, xin chào. Dạ. Anh Nam. Xin chào, chào em. Vâng. Mời vào nhà. Gặp lại anh ạ. Không phải bãi rác là không có chủ nhá. Khuê vào đây. Vâng ạ. Trang vào đây. Dạ. Đột xuất quá, chả báo gì trước gì cả. Thế nó mới gọi là gõ cửa thăm nhà. Lỡ anh đi làm thì sao? Thì biết là anh không đi làm. Không anh ạ, mà anh có đi làm là bọn em cũng mò qua tận chỗ làm. Hôm nay cũng rất là muốn đến thăm nhà anh. Dạ. Để biết cái cuộc sống sinh hoạt của một người nghệ sĩ. Dạ. Được rất nhiều giải thưởng cũng như là được hâm mộ của khán giả. Đấy, thì hôm nay mục đích của chương trình cũng chỉ là có vậy thôi anh ạ. Và nhớ mà một yêu cầu nữa của chương trình đó là phải được thưởng thức một bữa cơm gia đình. Chết rồi, anh chưa đi chợ sao bây giờ? Thôi ông chủ quán lo gì. Chương trình có một món quà gửi tặng anh và gia đình. Hy vọng là anh sẽ thích thú nó. Mỗi khi mà nhìn thấy một khắc trôi qua trong một ngày thì sẽ nhớ đến chương trình. Nếu như anh từ chối thì sao? Tại vì bây giờ một khắc giờ của anh nó rất là quý. Đấy. Tại vì bắt đầu đến cái tuổi xuống dốc rồi, nó cứ chạy một vòng này là lại già đi một tí. Không, cái này nó không tiện lắm anh có thể tua ngược được mà. Tua ngược được. Ôi thế thì nhớ. Rồi, cảm ơn chương trình. Thực ra là em thì có cơ hội được làm việc với anh Nam trước đây rồi, nhưng mà thực ra là để tìm hiểu những cái thông tin về anh Nam, về đời sống xung quanh rất là khó. Anh Nam thì khá là kín tiếng, ít chia sẻ về chuyện đời tư. Thế nên ngày hôm nay chúng em mới quyết định là phải đến tận nơi, mục sở thị. Em thấy là theo cái cách sắp xếp đồ đạc hay là cái địa điểm như này, có vẻ nhà mình ở đây lâu rồi anh nhỉ? Anh ở từ những năm 71-72 rồi. Đây là nhà của ông nội anh. Thế. Được phân là cán bộ cách mạng năm 30. Thế xong rồi đến bố anh, đến ba anh. Thế bây giờ hai cụ thì đi chơi xa rồi, để lại giao lại cho anh. Cho nên là cứ thích ở đây. Ở từ bé mà đi ra đi vào, có bạn, có bè, quen biết nó cũng vui. Đó là gắn liền cả những cái ký ức của tuổi thơ rồi. Tuổi thơ đấy. Gia đình. 72 lúc đấy anh mới có 7 tuổi thôi. Trước là anh ở Hàng Đậu cơ. Anh đẻ ra là 36 Ngô Quyền. Nhà là 35 Hàng Đậu. 36 Ngô Quyền là nhà hộ sinh ấy. Đúng rồi. Hộ sinh đẻ đấy mà. Tiếng của Hà Nội. Thế xong rồi về sau là 70 thì lại chuyển về Nam Đồng. Xong 71, 72 thì chuyển sang đây. Thế là ở đây là nhà mình sinh hoạt là có tổng bao nhiêu thành viên ạ? Có 6 người mà nuôi 10 miệng ăn. Sao lại 6 người mà 10 miệng ăn ạ? Là vì nhà anh có 4 người con gái và 2 thằng đàn ông. 6 người 10 miệng ăn thôi, không hơn được. Ở đây em để ý nhá, là từng cái đồ dùng này hay kể cả đồ trang trí này, nó đơn giản lắm em ạ. Nhưng mà đơn giản nhưng mà nhiều khi có thâm niên hơn cả tuổi đời của em luôn. Có những cái bức tượng mà còn hơn cả tuổi anh. Cần anh lấy cho xem, rất là đẹp. Có chứ ạ. À bạn em muốn cho anh một tí. Vâng. Đó là kỷ niệm. Cái này hơn cả tuổi anh. Cái này là ba anh mang từ Moscow về. Như thế này là hơn cả tuổi anh luôn. Thế là papa nhà anh là cũng có một thời là học ở bên. Đi học khóa kiến trúc đầu tiên là khóa không số luôn. Ở Lomonosov.
ấy. Luộc gà nước mắm bằng máy nước Kengen. Gà luộc nước mắm bằng máy nước Kengen, bên ăn thử đi, không phải cơm chiên, không hề. Ồ, vậy hả? Là cơm mà cơm nấu bằng nước luộc gà. Đúng vậy. Ồ, khoan để cho con hỏi Ngọc Lan cái. Hồi nãy em với chú tâm sự gì mà anh nghe em vỗ tay quá vậy? Chú hát. Vậy hả? Anh làm gì được như em? Phải không? Anh làm gì được ngồi gần chú mà được nghe chú hát và được chú đệm đàn cho hát. Trời ơi, vậy hả? Trời. Mà chú Tâm Ngọc Lan thấy hát được không chú? Rất có triển vọng. Có nghĩa là giọng một cái chú hỏi ủa cái tông gì vậy? Cái tông đơ luôn. Có nghĩa là chú Tâm ổng rơi vào trạng thái gọi là tông đơ luôn. Ổng bị đơ luôn, đúng không? Khi Ngọc Lan bắt lên thì nghe nốt si. Nhưng mà khổ cái là nó si bemol đó, nó nằm trong cái đờn guitar đó, đờn hơi khó. Cho nên chú bắt Ngọc Lan xuống nửa tông thành tông la. Vậy là tại... la thứ. Là la không đúng không chú? À, tối ngày la không. Vậy là giọng con quá cao hả chú, nên phải xuống nửa tông. À, xuống nửa tông. Ghê chứ. Làng chú sao? Nói công là chú Tâm mới đờn được. Làng sao chú Tâm rành về các thuật ngữ ở trong âm nhạc quá vậy? Không, chú ngoài việc là một người hát rất là hay mà chú lại còn một người rất là giỏi về nhạc. Chú có rất là nhiều những cái giai đoạn chú phải ngừng, chú không hát. Thì chú kiếm tiền bằng cái nghề đàn, nhạc công. Chú là chơi được bao nhiêu loại đàn hả chú Tâm? Những cái lúc mà nghe băng nhạc mà của Trung tâm Thúy Nga đó, mà có những đàn tranh, đàn bầu hay là những trung tâm khác chẳng hạn, thì luôn luôn lúc nào cũng mời chú Tâm đánh đàn bầu lót hoặc đàn tranh lót, có khi đánh đàn dị hồ lót lót trong mấy cái bài nhạc á. Yeah. Cái bài tân nhạc á, thì nếu tại vì có khi ở trên cái bìa băng nó không có để hết tên người nhạc sĩ, cho nên chỉ để người hòa âm chánh thôi, còn mấy cái người nhạc sĩ phụ thì không có để. Chà, nãy giờ là chú kể là đâu là bốn cái đàn rồi đó. Đó. Chú biết là guitar giọng cổ, xong guitar tân nhạc thì đem được thôi. Còn đàn sến, đàn kìm, đàn bầu, đàn tranh, đàn cò, rồi đánh keyboard thì cũng đánh nhanh nhẹn. Trời ơi, đây là một người nghệ sĩ quá tài năng luôn rồi. Cũng học hỏi lúc nào cũng tìm tòi. Nhưng mà chú là như là cũng biết là thu luôn không chú? À, chú biết ngồi còn thu, chú quá âm luôn à. Quá âm phối khí luôn. Chú cũng còn biết tính cái bàn bằng toán. Dạ bằng toán á, tính bằng toán. Tính bằng toán tạo. Bằng toán. Mà bằng hồi xưa là mẹ con hay á, gọi là bằng tán. Bằng tán. Hồi xưa là mẹ con cứ mỗi buổi sáng lên á là bà cứ cầm là sọc nè. Đó, là cho đắt á. Kêu khách. Đó. Hay quá. Rất. Đây là một người nghệ sĩ đa năng, đa tài luôn. Đa sầu đa cảm luôn. Ý chắc không có đa sầu đa cảm đâu. Là chú lúc nào cũng vui vẻ chứ. Ba nói là con học cái gì cũng, nếu mà trong khả năng của con học được thì con cứ việc học. Yeah. Thì mai mốt có những khía cạnh cũng phải cần dùng tới. Yeah. Chẳng hạn như mình học bài toán như vậy, thì khi mà đạo diễn muốn thực hiện một cái phim mà có cái người đánh bài toán, ngay cả bây giờ phim Trung Quốc đi, giờ mình thấy cái người đó cũng không biết đánh bài toán thiệt. Yeah. À, tại vì cái đó bị thất truyền rồi. Yeah. Cho nên khi mà tính con số thì hai cái hộp trên là 10, mỗi một hộp là 5, ở dưới đơn vị 5 nữa, hãy cộng lại tất cả mà nhập lại hết tất cả là 15. Nhưng mà khi mà con đánh mà ở cái đơn vị chót 9 gặp 1 là 10, thì con phải xóa bỏ hết cái này mà trở lên cái hàng 1 là 1 thành 10, cái đơn vị nó 1 nó trở thành 10. Yeah. Nhích lên là thành trăm, là thành ngàn. Thì cái đó thì nó bài toán rất là hay. Thật ra bây giờ á, ở lứa tuổi nhưng mà dưới con á nha, là cũng đã không biết về cái bài toán.